Nhận biết ba chất rắn dạng bột: natri clorua, natri carbonate, canxi carbonate. Cả ba chất rắn này đều là chất rắn ở dạng bột có màu trắng. Lấy lần lượt từng hóa chất chứa trong ba hộp đã được đánh số tùy ý vào ba ống nghiệm có đánh số tương ứng. Cho thêm vào mỗi ống nghiệm 1 đến 2 ml nước cất. Lắc nhẹ các ống nghiệm. So sánh hiện tượng quan sát được ở ba ống nghiệm và cho biết hộp nào chứa canxi carbonate. Nhỏ vài giọt dung dịch axit clohydric loãng lần lượt vào hai ống nghiệm chứa dung dịch của các chất chưa biết. Quan sát hiện tượng xảy ra và cho biết hộp nào chứa hóa chất gì. Các em đang nghe bài giải trên kênh Emily Chemistry Aerobic.